Kính chào quý vị và các bạn. Khu vực Tây Nguyên thì đang dần bước vào cao điểm mùa khô. Dự báo là trong cả tuần tới thì trời gần như là không có mưa trái mùa, toàn miền nắng ráo. Đồng thời thì trời cũng có xu hướng nóng lên, nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến từ 29 đến 32 độ. Trời nắng khô, Cục Kiểm Lâm đã đưa ra cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức cấp 4 cho các cánh rừng ở Đắk Lấp, Đắk Nông và ở huyện Cát Tiên của Lâm Đồng. Để phòng tránh cháy thì bà con lưu ý là không xử lý thực bì, đốt nương làm rẫy và những hoạt động dùng lửa khác ở trong rừng và gần rừng. Không riêng gì Tây Nguyên mà cả Nam Bộ thì cũng đang bước vào cao điểm mùa khô. Ngày mai trời nắng mạnh, hầu hết ở khu vực miền Đông như là ở Đồng Phú, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh hay là tại Biên Hòa xảy ra nắng nóng với mức nhiệt từ 35 đến 36 độ. Còn ở miền Tây thì nhiệt độ sẽ phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Ở miền Trung thì thời tiết ngày mai khá thuận lợi cho các công việc ngoài trời. Tại Phan Thiết, Nha Trang, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Quảng Ngãi và Đà Nẵng, trời có nắng đẹp, nhiệt độ trong khoảng từ 28 đến 32 độ. Và nắng cũng sẽ xuất hiện ở các thành phố như là ở Huế và Đồng Hới. Còn Hà Tĩnh, Vinh và Thanh Hóa thì buổi sáng sẽ có mưa phùn cũng như là sương mù. Phần lớn miền Bắc sáng mai sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trưa chiều thì mưa tạnh nhưng mà bầu không khí thì vẫn rất ẩm. Độ ẩm tại thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố sẽ hầu như là trên 70%. Còn về nhiệt độ thì sẽ trong khoảng là từ 23 đến 26 độ. Trên biển dự báo ngày mai, từ Vịnh Bắc Bộ trở vào tới Cà Mau, Kiên Giang, ra ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, dự báo là sẽ có mưa vài nơi, gió duy trì ở mức cấp 3, cấp 5 và tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố Trung Bộ vào ngày mai.